Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người Củ chi Hôm nay mình xin được chia các bạn là một cặp Cái xin các bạn và một cặp đực kem Đây là cái xin đầu tiên nè các bạn Rúng rúng chèn các bạn Yếm dày rúng chèn Gu bạc chân móng hoàn thiện à, tích nghiêm chỉnh các bạn Đuôi dài chân móng sò bốn vú đều Con này cao 1m25 bò các bạn Cao 1m25 bò gu bạc nha rung rúng chèn các bạn từ vũ tới ngực luôn nè à. con à, bò này là bơm 3B à, bơm 3B được 17 ngày các bạn bơm 3B được 7 ngày bơm 3B là lứa thứ 4 nha các bạn giá 26 triệu giá 26 triệu anh à, em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn mình comment dưới màn hình video các bạn bò này nằm ở khu công nghiệp Rạch Bắp ờ à, xã Tây thì xã Bến Cát tỉnh Bình Dương các bạn khu công nghiệp Rạch Bắp xã An Tây thì xã Bến Cát tỉnh Bình Dương con thứ hai này các bạn trúng nghiêm nghiêm chỉnh con này thì cao mét 27 bò các bạn giá 26 triệu bơm 3B thứ 3 được 21 ngày các bạn được 21 ngày con này qua tem nhách luôn các bạn được 21 ngày rúng yếm đồ nghiêm chỉnh xái tích nghiêm chỉnh các bạn cao mét 27 bò giá 26 triệu bơm 3B 21 ngày Bơm là lưới thứ ba, cao mét 27 bò. Chân móng hoàn thiện nè, chân kiện khú các bạn. Chân kiện khú. Giá 26 triệu. Bơm 21 ngày nè, cái qua tem nhắc nè các bạn thấy không? Qua tem nhắc nè. Đỏ ao. À, giá 26 triệu các bạn, giá 26 triệu cao mét 27 bò. À, BMB 21 ngày, bơm là lưới thứ ba các bạn, giá 26 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn Bò này nằm ở khu nghèo nghiệp Trạch Bắp, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương các bạn Đó, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Chân móng hoàn thiện hết, đây là cặp đực kem các bạn Cặp đực kem này là dòng F2 các bạn Đây. Chân móng hoàn thiện hết, con này cái đòn dài lắm các bạn, đòn dài sọc quá à chân móng hoàn thiện hết đòn dài đầu to đòn dài dây hở nè các bạn lưng thẳng lưng đôi các bạn Còn à, con này cao mét 13 bò các bạn cao 1 mét 13 bò à, cao 1 mét 13 bò các bạn à, cặp này đồng khích nhau các bạn ơi đồng khích nhau à à, cái lưng lưng đôi chà bá luôn các bạn đòn dài chân móng hoàn thiện cái lưng các bạn không cái lưng thẳng băng bằng nghiến các bạn cao mét 13 bò à, cặp kem này thì chủ báo giá là 48 triệu các bạn 48 triệu à, con này dòng F2 nè các bạn mẹ kem đẻ nó nó cũng kem luôn các bạn dòng F2 nè đít một đít nè xương trà bá luôn các bạn đít một đít xương trà bá luôn giá 48 triệu cặp kem đực này nha các bạn à, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn đây con bò xiên qua teo nhách đây các bạn không À, mẹ kem để nó cũng kem luôn nè các bạn à, đực kem xương trà bá luôn các bạn thấy không đòn dài xương trà bá luôn lưng đôi đầu to dai hở à, giá 48 triệu cặp kem này nha các bạn cặp đực kem này giá 48 triệu đó anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn bò này nằm ở khu công nghiệp thạch bắp à, xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương các bạn An tây thì xã bến cát tỉnh bình dương. Đó à, anh em nào ở gần cứ đến trực tiếp uh, chạy bò nha các bạn. À, sát bên khu công nghiệp Rạch bắp thì xã bến cát tỉnh bình dương các bạn. À, chân móng mà được kem là hoàn thiện hết các bạn. Ở dòng F2 bự con bự tàn các bạn. xương cũng lớn cái xương. giá gặp được kem chủ báo giá là 48 triệu các bạn, 48 triệu. đó các bạn thấy cái tướng không, xương trà bá luôn các bạn xương trà bá luôn các bạn không cao mét 13 bò các bạn xương trà bá cao mét 13 bò à, giá 48 triệu các bạn giá 48 triệu anh à, em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn liên hệ trực tiếp được khỏi chú bò các bạn con này lưng đôi đòn dài nè bạn không đã tiêm phòng đầy đủ nha các bạn đã tiêm phòng đầy đủ nha à, diêm da nội cục nè lỡ màu nông móng à, tụ huyết trùng tiêm đầy đủ các bạn anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò nha các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp được kem. Chủ báo giá là 48 triệu các bạn. Rồi cặp cái xin thì mỗi con 26 triệu nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.